Tara xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Mong mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh cho mọi phát triển nha. À, hãy đăng ký kênh để mình chia sẻ cho tất cả mọi người à, cho tất cả các vị tướng mới cũng như là combo bằng ngọc trang bị gọi vụ hiệu cho tướng mới và các mùa mới nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho ta chi à, vị tướng mới ra cũng mấy ngày rồi mình bạn cho nên là mình chưa chia sẻ hôm nay mình sẽ chia sẻ về phần bản ngọc đỏ thì các bạn sẽ lên cho mình là tóc đánh máu tối đa và giáp 10 viên luôn nhé về phần bản ngọc tím thì chúng ta sẽ lên là tóc đánh và tóc chảy nha 10 viên luôn ạ hãy đăng ký kênh để đón nhận những cái combo hay nhất nha các mọi người và về phần bản ngọc lục đó chính là công vật lý và xiên giáp cho mình nha 10 viên luôn nhé và chúng ta sẽ thuộc à, được cái thuộc tính chung của Tai Chi là công vật lý chính giáp 23, mô tối đa 337, xuyên giáp là 64 và tốc chạy 10% cũng như là tốc đánh là 20% và tiếp tục chúng ta sẽ đi vào cái trang bị cho Tai Chi à, một cái vị tướng mới đầu tiên chúng ta sẽ à, trang bị đi rừng à, cầm dừng trị và à, lên biểu đồ đi rừng đầu tiên là Riel Levitans cho vị tướng này để đi rừng nhé. Và thứ hai đó là giày kim cương cho vị tượng Thái Chi. Để nhận giáp phép cũng như là tóc chảy nha và kháng hiệu ứng. Và thứ ba, số thứ ba đó chính là phước hộp kiếm nè, để nhận công vật lý và tóc chảy, tóc đánh, tóc đánh nhà người và giảm giảm hồi chiêu mau tối đa. Và số thứ tư đó chính là giáp gai cho ta Chi cái nhận giáp cũng như là mẫu tối đa và một cái lượng tóc chạy là 5 phần trăm và chắc chắn rồi chúng ta sẽ lên một cái ghiều Hyuga để nhận giáp cũng như là giáp phép và máu tối đa để cho nó trâu bò thêm nha và cuối cùng đó là quỳnh 2 joy cho vị tướng này để nhận giảm một chiêu và giáp phép cũng như là máu tối đa đó chính là trang bị đi rừng để kết hợp với cái bản ngọc mà mình đã chia sẻ và phần thứ hai đó là trang bị đi tốt cũng như là đi đường đi tất cả các đường nha cái số đầu tiên đó chính là một cái đôi giày kim cường cho mình để kháng hiệu ứng cũng như là nội à, tài tóc chạy và giáp phép và thứ hai đó chính là phước học kiếm nha cũng tương tự như vậy cái số thứ ba đó là kiểu yoga cho vị tướng tai chi và cái số thứ tư đó chính là giáp gia và thứ năm đó chính là quân trường trôi và cuối cùng là giáp hồ mệnh cho trang bị, tài chi, đi đường, cũng như là đi uh, đường ta thăng, đi tất cả các đường. Và để combo với trang bị và bàn ngọc đó chính là phù hiệu. Của... Và chúng ta sẽ sử dụng là rừng Nguyên Sinh, thành Cải Nguyên và phù hiệu trung tâm là Mộc Giáp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh cho bộ phát triển nha. À, một lượt đăng ký của mọi người à, cũng rất là quan trọng đối với mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. mong mọi người dựa vào sức khỏe và thành công trong cuộc sống.